Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thị xã Mỹ Hào khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 9. Dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Thị Thanh Thủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào. Bên cạnh việc thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân thị xã bầu, kỳ họp cũng nghe báo cáo tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của Ủy ban Nhân dân thị xã và Hội đồng Nhân dân thị xã từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, đồng thời xem xét một số tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số công trình dự án trên địa bàn thị xã. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Xuân Tiến nhấn mạnh, trong thời gian tới, thị xã Mỹ Hào cần tập trung triển khai quyết liệt các chủ trương, giải pháp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, tăng cường quản lý, khai thác tốt nguồn thu ngân sách, chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng để nâng cao tiêu chí đô thị Mỹ Hào.